Hello, xin chào các bạn. Tôi giải cục rút Rubik Spiral cup 3 không? Thì cục này nó giải tương tự trên stack 1, stack 2 rồi Wrist work net cup rồi không? Này. Để vậy. U cam F trắng tạo thế này không? F2 R2 B R2 F phẩy R B U R phẩy U phẩy R phẩy. Rồi để hình thành Bicube rồi mình nói những viên này lại y như cục khác thôi. Nhưng mà nó có 3DT các bạn, là do cái tâm này nó xoay. Cái viên này nó xoay quá. Cái tâm nó xoay lại ha. Rồi mình để tiếp tục thì nó sẽ bị lệch hai cái viên này, còn hai viên. Cuối cùng nên sau cùng nó không có vô được. Đây, vì Bicube thì 3 viên, còn nó còn 2 viên là bạn không có nạp được. Đấy. Bây giờ mình để vậy, mình chuyển U trắng F xanh. Mình làm tiếp ha. F R phẩy D phẩy R. Ok, mình xoay cái tầm lại. Rồi, công thức xoay ha. R2 D B2 U phẩy B2 R2 U2 R2 D B2 U2 L2 D L2 U2 B2 D phẩy B2 U B2 D2 R2 U. Ok không? Rồi, bây giờ mình trả về cái tư thế cũ không? Để mình trả về Bicube mà. R phẩy D R F phẩy. Rồi mình đưa đây trắng cam. Rồi mình trả về Bicube nè. R mình trả về cái trạng thái của nó ha, cái cục đầu tiên. R U R U phẩy B phẩy R phẩy F R2 B phẩy R2 F2. Ok, mình sẽ thấy hai viên nó lệch ra, một viên này, hai viên lệch. Nó còn rõ ràng không? Đây, mình làm nếu mà mình làm Bicube giống như cái cục khác á, thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà cái cục này do nó dính một chùm chỗ này nè, nó sẽ bị cái tình hình đó. Cái tâm này nó xoay lại. Tương tự vậy những cục như là table tab, table rồi snack cup ha, nhưng mà bị dính một chùm này thì bị. Nhưng mà fortret thì do cái viên này nó rời ra. Cái viên này nó nằm chỗ khác, thành ra nó không có bị cái trường hợp này. Nè, khi các bạn bị hai viên vậy, các bạn xử lý như vậy. Còn tất cả các thao tác thì mình đã làm rồi. Trên nền tảng của những cục khác, các bạn phải xem xét những cục khác. Nhưng mà các bạn nên chơi những cục khác trước, rồi bạn chơi cục này. Cục này nó kẹt hơn nhiều, khó hơn nhiều, và đặc biệt là nó có cái 3DT này rất là khó chịu ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem, chúc thành công, bye bye.